Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Và trong quá trình đi thu hái thuốc, mình bắt gặp được một cái loài cây thuốc nó rất là quý trong y học cổ truyền của dân tộc ta. Nên mình quay video này để giới thiệu tới mọi người loài cây thuốc quý này. Cây thuốc này nó có tên gọi là cây mía giò, hay một số nơi gọi là cây cát lôi. Đây mọi người, trên màn hình mọi người đang nhìn thấy đó chính là hình ảnh về cây mía giò. Ở đây mình bắt gặp được một cái vùng cây mía giò nó mọc rất là lớn nhiều mọi người, và những cây đã rất là lớn. Mía giò nó là một cái cây thân bụi, nó có thể cao tới 7 mét. Ở đây mình bắt gặp một bụi cây nó đã rất là lớn mọi người này. Đôi khi mình đi rừng mình gặp những cái bụi cây mía giò lớn tầm 2-3 người ốm mọi người. Cây này mà càng lâu năm thì nó đẻ củ ra rất là nhiều, rồi nó phát triển rộng ra. Cây này củ của nó đã bằng cổ tay nói mọi người này, nắm tay này. Những củ giống như gốc té mọi người, rất là nhiều luôn. Thân của nó đây mọi người này, thân của nó thì rất là thẳng mọi người, và rất là nhẵn bóng. Nó có đốt giống như thân cây tré. Khi già thì nó có màu nâu đỏ, còn khi còn non thì nó có màu xanh mọi người, màu xanh nhìn rất là mượt mà luôn. Con lá của nó thì mọc xô le đấy mọi người, lá có bè nhưng bè ngắn đấy này mọi người. Lá của nó thì có hình lưỡi bò, mặt trên xanh, mặt dưới màu hơi nhạt hơn. Gân lá thì chạy từ gốc lá đến mũi lá mọi người. Nó thường thường lên trên ngọn đó, nó xoắn thành một cái hình xuân ốc rất là đẹp mọi người. Cho nên cái cây mía giò này người ta thường dùng để trong lâm cảnh cũng rất là đẹp mọi người. Còn về bộ phận dùng thì cây mía giò ta dùng toàn cây. Cây của nó thu hái hầu như là quanh năm. Cây thuốc này có thể dùng ở dạng tươi hoặc là dạng khô. Và liều dùng thì dùng từ 5 đến 10 gram trên một ngày dưới dạng thuốc sắc. Còn về tính vị thì theo đông y, mía giò có vị chua, tính hàn. Nó có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu thủng và kháng viêm. Nó thường được dùng để chữa sốt, bị tiểu, đại buốt, đại đục, đại vang, viêm bàng quang, viêm cầu thận, phù thủng, sơ gan cổ trướng, rắn độc cắn và đau nhức xương khớp. Như vậy, thông qua video này, mình đã giới thiệu tới mọi người cây mía giò cũng như một số công dụng của nó để mọi người tham khảo. Và bây giờ, mình phải tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Đến đây, mình xin chào và tạm biệt mọi người.